Rồi, mến chào các em. Hôm nay chúng ta học môn địa lý lớp 8 là bài 43 miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. Chúng ta ghi phần nội dung số 1, vị trí phạm vi lãnh thổ. Chúng ta quan sát một cái hình, chúng ta tìm hiểu cái phần vị trí của khu vực này nó nằm từ đâu đến đâu, thì nó nằm từ vùng 16 độ Bắc đến 23 độ Bắc là cái mũi tên màu đỏ nữa ha. Đó. Còn cái giới hạn của nó là nằm từ là phía nam của con sông Hồng đến cái dải Bạch Mã. Đây, khoanh vùng lại. Đây là cái giới hạn của khu vực miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. Rồi chúng ta cái nội dung bài học rồi. Tại vì nó có dài kéo dài 70 tiếng. Mình nói là nằm hữu ngạn sông Hồng hoặc là nằm phía nam của con sông Hồng cũng được. Chúng ta phần nội dung số 2 là địa hình con nhánh Việt Nam. Rồi. Bài coi là miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có những kiểu địa hình nào, thì mình nhìn vô đây có màu đỏ là màu đỏ, màu vàng thì núi và cao nguyên, còn màu xanh nó là đồng bằng ha. À, thì gồm có ba dạng địa hình: núi, cao nguyên và đồng bằng. Rồi tại sao nói đây là miền địa hình cao nhất? Thì chúng ta nói đây là có cái dãy núi Hoàng Liên Sơn, đỉnh núi cao nhất của Việt Nam, đó là đỉnh Phan Xi Păng, cao 3.143 m, và ngoài ra còn có những cái đỉnh núi cao trên 2.000 m nữa. Chúng ta quan sát cái bản đồ Việt Nam như là đỉnh Phu Si Lùng, đỉnh Phu Luông, Phu Quạ, Phu Sa La Lên, thì tất cả những đỉnh này đều trên 2.000 m, cho nên nó là địa hình cao nhất của cả nước. Thì chúng ta có những dãy núi nào? Có dãy Hoàng Liên Sơn đây ha, dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Bu Đin Đin, dãy Bu Sam Sao, nó nằm giáp biên giới nước Lào, và dãy Trường Sơn Bắc nằm phía dưới đây, dãy Hoành Sơn, dãy Hoành Sơn đây, đến dãy Bạch Mã ha, đó là những cái dãy núi. Rồi các cao nguyên thì có cao nguyên Tà Phỉnh, những tên cao nguyên rất nhỏ chúng ta có thể xem trong mắt lá tiếp ha. Rồi cao nguyên Xín Xín Chải, nó nằm giáp với biên giới Việt Trung và Lào ha. Rồi cao nguyên Sơn La thì nằm gần đây. Rồi cao nguyên Mộc Châu, đây nó nằm phía dưới của cái con sông Đà. Rồi tiếp thì cái dãy núi này chạy theo hướng nào, mình nhìn là Hoàng Liên Sơn nè, Bu Đinh Đinh, Bu Sông Sao, Hoành Sơn, Trường Sơn Bắc, thì nó nằm ở chạy theo cái hướng là Tây Bắc và Đông Nam đây. Rồi đồng bằng có đặc điểm gì? Mình thấy phần màu xanh đây là đồng bằng, thì nó nhỏ hẹp, nó hình thành giáp với biển cho nên nó kém thì nhiều hơn. Rồi chúng ta sang nội dung ghi bài, đây là cái nội dung ghi. Rồi vùng núi Trường Sơn Bắc, vùng núi Tây Bắc gần Trường Sơn Bắc, dãy đồng bằng ven biển là miền địa hình cao đồ sộ hiểm trở, hướng núi là hướng Tây Bắc Đông Nam nãy đã nói rồi. Rồi miền Đông ở miền này có gì khác so với miền Bắc ở Đông Bắc Bắc Bộ? Thì chúng ta thấy đây là miền Tây Bắc Bắc Bộ, thì miền Đông ở đây thì nó đến muộn và nó kết thúc sớm hơn so với miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, nằm phía tay phải này. Tại sao? Thì đến muộn là nó bị ảnh hưởng của cái miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, nó chặn bớt cái khối khí lạnh từ phương Bắc tràn xuống. Rồi tại sao miền này ở mùa đông nó ngắn hơn và mùa hạ nó ấm hơn? Tại vì nó đón được gió mùa đông bắc sao, và bị ảnh hưởng của cái dãy núi Hoàng Liên Sơn, nó chắn bớt khối khí lạnh từ phương Bắc tràn xuống, cho nên nó ấm hơn và nó ngắn hơn so với miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ. Rồi mình ra nội dung ghi của cái phần đặc điểm khí hậu. Mùa đông đến muộn và kết thúc sớm, khí hậu lạnh do núi cao, tác động của gió mùa, mùa hạ đến sớm có gió Tây Nam khô nóng, ảnh hưởng của bên Lào. Rồi tại sao nói miền có tiềm năng thủy điện lớn nhất cả nước? Cái tên cái nhà máy thủy điện thì có tiền, tại vì nơi đây có nhiều gần thác ha, thì lại dùng cái sức nước của gần thác có thể phát triển những nhà máy thủy điện, là như nhà máy Nậm Mâu, nhà máy Thác Bà, nhà máy thủy điện Hòa Bình ha. Đó, đây coi này, câu trả lời hồi nãy. Rồi tiếp tục qua sông Ngòi. Sông Ngòi thì nó hình thành ở vùng đồi núi cho nên độ dốc nó lớn, cái giá trị về thủy điện, đặc biệt là cái nhà máy thủy điện trên sông Đà. Và qua bằng nội dung số 3, các đặc điểm tự nhiên khác, thì chúng ta phải đầu tiên chúng ta phải nói được là cái nguồn tài nguyên của nó, đó là tài nguyên khoáng sản, tại vì nó hình thành ở cái vùng đồi núi cho nên có rất nhiều tài nguyên khoáng sản. Rồi động thực vật có nhiều loài được ghi danh sách đỏ và được bảo vệ. Rồi nhiều bãi biển đẹp nằm ở phía đông, đây là những cái bãi biển mà anh nổi tiếng của Việt Nam như là Sầm Sơn, Đá Nhảy, Lăng Cô. Rồi bên cạnh đó còn có những khó khăn, đó là một số thiên tai thường xảy ra, đó là như là mưa tuyết nè, rồi là bão lũ nè,
rồi là lũ lụt sạt lở đó. Thì ở năm vừa rồi ở miền Trung Việt Nam mình cũng xảy ra những vấn đề là mưa lũ rồi là lở đất, hay ảnh hưởng đến tài sản tính mạng của con người rất là lớn. Bên cạnh đó mình phải có cái biện pháp để mình phòng chống, đó là mình làm gì? Trồng rừng và bảo vệ rừng, mà đặc biệt là rừng đầu nguồn. Đây đây cái nội dung mình ghi bài lại: bảo vệ rừng đầu nguồn, hệ sinh thái phát triển tốt, những rừng hiện có, chủ động phòng chống thiên tai. Đây là cái giá trị của hồ thủy điện Hòa Bình, là phát triển ngành thủy điện hồi nãy chúng ta nói, cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt, điều tiết lũ, cung cấp nước cho mùa khô, điều hòa khí hậu, khai thác thủy sản, khai thác du lịch nhân gian. Rồi chúng ta tìm hiểu một số vườn quốc gia có khu vực, thì ký hiệu của nó trên bản đồ là giống như cái sừng của con trâu, con nai, bến nén nè, bồ mắt nè, vũ quang, phong nha cái bàn, rồi bạch mã, rồi cũng cố. Thì miền Tây Bắc và Bắc Bộ nó được là tăng kiến tạo nâng lên mạnh, núi đây là cao nhất cả nước, hướng đông bắc tây nam, đồng bằng nhỏ hẹp. Rồi khí hậu thì nó mùa đông đến sớm và kết thúc muộn, mùa hạ đến đến sớm có gió tây. Rồi sinh vật phong phú đa dạng, phần lớn còn ở dạng tiềm năng. Rồi chúng ta nhà học bài và soạn tiếp bài tiếp theo.